Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm nữa là sập thờ và hoành phi câu đối. Bộ sập thờ mai điểu chân 24 chất liệu ủ hộ, chúng tôi làm cho gia đình anh Duẩn, anh ở Đình Vũ, Hải Phòng. Và bộ hoành phi câu đối chúng tôi làm cho anh Đạt, anh ở tại Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi quay cùng một lúc có cả bộ sập thờ và bên trên là hoành phi câu đối cho quý khách dễ hình dung và tham khảo. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào các cái đường nét chi tiết cái mẫu sập thờ mai điểu mà chúng tôi vừa mới làm xong cho gia đình anh Duẩn, anh ở Đình Vũ, Hải Phòng. Anh đã xem rất nhiều các cái trang mạng cơ sở đồ gỗ đang bán hàng online trên YouTube. Anh đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để làm uy tín. Toàn bộ hàng sập thờ này chúng tôi đục tay kênh bông, đục tay thủ công 100%. Sập thờ mai điểu này trong các clip trước đây chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều. Nhưng trong video này chúng tôi giới thiệu cái hàng đó là hàng dây. Hàng dạ dày 6 phân liền khối, không kể phần chắp ghép. Cả phần chắp ghép là tổng 24 phân. Chúng tôi xin nhắc lại là cả phần chắp bên trên là 24, còn phần liền khối là hàng dày 6 phân. Bộ sập thờ này là sập thờ chân 24. Kích thước dài 2m17, rộng 1m07 và cao là 1m17. Để quý khách dễ hình dung các cái không gian phòng thờ của nhà mình. Nếu như phòng nhỏ thì chúng ta sẽ dùng chân 20 hoặc chân 22. Và nếu phòng rộng thì chúng ta nên dùng chân 24. Chúng tôi tư vấn chi tiết cụ thể cho quý khách dễ hình dung cái không gian kê phòng thờ gia tiên. Bộ hoành phi câu đối chúng tôi làm cho khách Hà Nội là dài kích thước 2m17 và câu đối là dài 1m97. Và bộ sập thờ này đi kèm đó là một tam sơn để bát hương. Cho quý khách Hải Phòng. Thì quý khách nào có nhu cầu mua về sập thờ, hoành phi câu đối cho phòng thờ gia tiên cũng như nhà thờ họ, đình chùa. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Trên hình các bạn đang xem đây là một bức hoành phi lồng cuốn thư cũng bằng chất liệu gỗ vụn. Có kích thước là dài 2m17, chiều rộng 67. Và phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Được chạm nổi bức cuốn thư và xen kẽ là chúng tôi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang có phụ đề tiếng Việt. Trong video này chúng tôi quay ghép hai cái sản phẩm của hai khách hàng khác nhau, một bộ chúng tôi đi Hải Phòng và một bộ chúng tôi đi Hà Nội. Bộ sập thờ này là chúng tôi làm chân 24, dạ dày 6 phân. Dạ ngang cũng như dạ tiền đều dày như nhau, hàng liền khối. Riêng dạ tiền là chúng tôi có chắp nổi lên là 24 phân. Và các cái mẫu sập thờ như này thì giá tiền nó cũng vừa với dân dùng và đang được bán chạy nhất tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Chúng tôi đang còn rất nhiều những mẫu sập thờ như này tại cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách ở gần thì quý khách có thể qua cơ sở để tham khảo. Quý khách ở xa mà không về được, hãy xem các video clip của chúng tôi. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Quý khách có nhu cầu về sập thờ, cuốn thư câu đối, hoành phi, ngai thờ, khám thờ, quý khách hãy liên hệ cho chúng tôi qua số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng sang cái chi tiết của đôi câu đối gỗ gụ. Bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền, mà phía dưới thì chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Phần chữ nho chúng tôi có dịch phụ đề. Một bên chúng tôi chạm tổ tông công đức thiên niên thịnh. Một bên chúng tôi chạm tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đó là các cái chữ nho phổ thông mà hiện nay trên thị trường dân đang dùng rất là nhiều.
và cũng được đánh giá đây là mẫu mới nhất của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành và cũng là mẫu thịnh hành nhất trên tab thịnh hành trên YouTube. Quý khách có nhu cầu mua sắm về đồ thờ bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ mita, hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi xin nhắc lại kích thước của bộ sập thờ là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Chúng tôi có rất nhiều cơ sở làm đồ gỗ đồ thờ và các cái khu hoàn thiện sơn son thép vàng cũng như hoàn thiện PU bóng mờ của chúng tôi sẽ nằm riêng, tách riêng biệt với các cái khu dân cư vì nó rất độc hại. Chúng tôi có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách nào có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi nhận là dát vàng ta, thép vàng Đài Loan, sơn son thép bạc. Và trong các video clip sau chúng tôi sẽ giới thiệu các cái bộ chấp kích bát biểu cũng như ngựa thờ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các video mới nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên. Chúng tôi chuyên về hàng kỹ, hàng cao cấp. Chúng tôi không làm hàng giá rẻ. Hiện nay trên thị trường đã tràn lan rất nhiều các cái mẫu sản phẩm làm giá rẻ để đánh tụt các cái thương hiệu của chúng tôi. Quý khách nên lưu ý trước khi mua hàng, nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi. Và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.